anh xác định bước chân vào đi cái nghề này, chơi cái nghề này á. Tao đi chơi chó, ý nghĩa là mình đi bắt chó á. Nói chung phải có bản lĩnh với một thằng mới chèo xe ô tô. Còn nếu lấy hàng kẹo thì tối nay bắt đầu nó hoạt động. Còn nếu lấy hàng bắn thì anh điện ấy thì tối cũng có. Anh cần bao nhiêu cặp nạm là có, anh điện phát là có. Từ hàng loạt các vụ trộm chó manh động cũng như chuyện con chó mạng người thời gian qua, phóng viên truyền hình báo Tuổi Trẻ đã vào cuộc tìm hiểu. Các đối tượng trộm chó hoạt động chuyên nghiệp, có cả đường dây khép kín với đủ mánh khóe cũng như lò tiêu thụ. Bả chó mà các đối tượng trộm chó sử dụng là một thứ cực độc mà ông Bính, chủ lò tiêu thụ chó trộm, cho biết phải mua từ thành phố Hồ Chí Minh. Con chó chỉ cần cắn thủng cái bọc ni lông bên ngoài là chết ngay tức khắc. Vậy mà thứ cực độc ấy, các đối tượng trộm chó cứ vô tư ném bên vệ đường khi phát hiện những chú chó xuất hiện. Nó ăn bên kia thì khó mua lắm. Mua bên trên Sài Gòn thì nó cắn đúng rồi, bịch bóng nó cắn nó nỏ bịch phát là cái đơn. Có nhai được đâu, nỏ cái bịch bóng ấy. Là một cứng đơn lạt luôn. Theo ông Bính và các đối tượng trộm chó, chính vì cực độc do chưa kịp nuốt vào nên thịt chó hay cả bộ lòng đều không nhiễm độc. Thế nhưng theo các chuyên gia, điều đó là phản khoa học và nguy hiểm vô cùng với những ai sử dụng thịt chó đánh bả theo kiểu của các đối tượng này. Cái bả chó đó là có thể giết được con chó, thì cũng như vậy là đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến người, đến những người. Mà giờ liều lượng mình không biết như thế nào. À, mình nhất là nói là bả chó rồi mà không biết đó, cái đó là cái gì nữa, rất là nguy hiểm. Để an toàn cho mình thì thôi tốt nhất là mình đừng ăn. Ông Bính khẳng định người sành ăn cỡ mấy cũng không thể phát hiện đâu là thịt chó đánh bả, chó bị trích điện hay chó nuôi khỏe mạnh bị giết thịt, và chỉ có ông mới biết mà thôi. Ngoài các mối ở Bình Dương, có thời điểm ông Bính còn bỏ mối hàng cho nhiều quầy bán thịt chó và một số quán nhậu ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi khách hàng của ông cần là có và cần bao nhiêu cũng có. Ông Bính báo giá loại hàng kẹo, hàng bán điện chết giá là 73.000 đồng 1kg thịt. Như vậy lợi nhuận ông Bính thu về là khá lớn, bởi các tay trộm bán cho ông với giá chỉ khoảng 40.000 đồng 1kg. Đầu nậu thu nhập khủng, và những tên trộm chó cũng kiếm tiền đến 100 triệu mỗi tháng nếu siêng năng đi trộm và chịu đầu tư. Có đối tượng trộm chó đã sẵn sàng thuê ô tô mỗi tháng đến 18 triệu đồng phục vụ cho việc trộm chó. Hàng bây giờ đánh như ngày xưa đâu, hàng bây giờ quánh cục nào nhặt cục ấy, giờ khi mới cắn phát nhau phát đuổi ôm luôn. Hàng như hàng đứng trong cái da mầm, chỉ ôi là ăn được. Còn đúng ngay là mình đang kéo á, này là 200 ký này nó không đi. Thì không đáp đến được ngày nữa nó, ngày mặt thứ hai là ngày nữa đi tối ít nhất cũng 400-500 ký. 600 ký, 700 ký, nếu đánh 2 ca, còn cả giấc tối, cả giấc sáng. Thì hai ngày ít nhất là tối là một kiếm được 15-17 trận. Ông Bính còn tiết lộ đã phải trung chi để đối phó với cơ quan chức năng. Bây giờ ăn có thể nhả, trong anh tháng cứ nằm loạn, tháng 3 triệu. Những người mất chó cho rằng trộm chó là cái nghề bất lương và nhẫn tâm. Không ít gia đình xem chó nuôi như một người bạn, mất vài 3 triệu đồng, có khi không tiếc, không buồn bằng việc bị trộm một con chó. Vì vậy, không ít vụ việc người mất chó vì nóng ruột và bức xúc mà sẵn sàng đánh các tên trộm cho đến tử vong để rồi phải vướng vào tù tội. Và để thoát thân, nhiều tên trộm cũng đã sẵn sàng chống trả và gây ra những án mạng đau lòng. Trong đó, trường hợp trở thành tâm điểm của dư luận vào năm 2014 khi 3 người ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tử vong trong lúc truy đuổi một băng nhóm trộm chó. Cái hành vi ăn cắp chó không chỉ là giá trị cân con chó bao nhiêu tiền, mà còn giá trị của cái tình cảm của cái người nuôi chó. Và như vậy thì hành vi ăn cắp chó có thể truy cứu trở thành hành vi tội phạm hình sự, dù con chó đấy nhỏ đến đâu đi chăng nữa. Bởi vì nó phải đáp ứng cái nhu cầu, một khi cùng đòi hỏi thì cách gì người ta cũng đáp ứng, mà đáp ứng bằng mọi cách, cho nên là cái nghề bắt chó nó trở nên chuyên nghiệp này, trở nên tinh vi này, trở nên liều mạng này, trở nên bất chấp này.